Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Thì hôm nay anh em lại tiếp tục đi lên rừng đi kiếm xem có cái con ốc đá mới lại có tôm bay không. Thì vừa nãy bạn Thiểm bạn xuống trước, không biết tôm rừng hay tôm bay, thì mình nghe mấy anh bảo là một số là tôm rừng, một số là tôm bay. Bạn Thiểm bạn xuống trước bảo có cái hốc cây có tôm, thì bây giờ mình sẽ đi xuống xem có đâu. Ở đâu Thiểm? Đây là gốc cây này này, đây soi thì nhiều lắm không ạ? Nhiều không? Nhiều lắm, một gốc luôn. À, ở cái cái hốc cây đấy à? Đây này. Ừ, đó nó ở đấy à? Nó ở trong đấy à? Đây, nó ở gốc này, nó chèo bò hết lên trên kia này. Như quay được vào trong không? Ở đây đấy. Ui dồi, ui dồi, cái gì đấy? Đây nó dãy rầm rầm đây, đây. Ui. Ui sầu lắm, tí tí kìa. Đây, ui nó nhảy. Ui nhảy ra hết rồi. Ui à. Ui à. Ui à. Ui à. Ui à. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Nhiều lắm, Thiểm ơi. Nhiều. Nhiều thế. Có một con bay cả ra ngoài rồi. Đây. Chặt đi, chặt. Đấy, lấy cái lá cây bịt. Ui, bay. Chặt, chặt, chặt. Nhanh bịt vào, bịt vào. Bịt vào, bịt vào, bịt vào. Thích chỗ này chỗ nào đi, nhưng mà đây có kia có cái bao đây, cái bao ra bịt nữa rồi. Rồi 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 to lắm không ạ? Ui à, mẩy nhờ. Ui mẩy nhờ. Ui giời, coi này béo nhờ. Ui giời, rồi con này phải hơn con ong ấy nhỉ. Này cần gì đi bắt ong? Đây, con này cần gì nhỉ? Ui giời, mùa này nó béo lắm. Ngon đấy. Ồ thế. Tỏ lắm này. Ô không 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 lấy chân đi à? Không, cái này ăn được mà. Ăn cả chân à? Ôi giời, cái này toàn thịt thôi, này bỏ chân đi. Bỏ cái đầu thôi. Có mỗi cái đầu. Đây bạn Thiểm bạn trèo lên xem. Xem cái cây này xem có lỗ thông không. Là bịt hết vào xong là tí nữa nếu mà không có cây khều thì là bọn mình sẽ hun khói nhá. Hun khói thì cho nó xuống dưới thì mới bắt. Ui dồi. Cẩn thận nhá. Tí rụng đấy. Như con gấu luôn. Ui ồ. Lá cây rụng. Xem có lỗ không ấy, bịt hết vào không, có cầm cái gì lên bịt à? Lấy lá cây bịt nhá. Cẩn thận cây nó mọc rồi nhá. Tí nó đổ cả cây xuống. Thế bây giờ làm nào? Hun à? Hun thôi. Thế cái cây đổ này có không? Đấy, thông xuống dưới rồi. Ô có một con xuống à? Chắc là bao trăng này. Là bao này. Có nhiều không? Này có lên đuôi ăn bao này. Ú không ấy được đâu, cái này nó rộng lắm, mấy chỗ nó cả sang đây. Sao? Đu là gì đu là? Lọ mọ. Ô ngay đây có cây vàng đằng này. Cây vàng hay là cây trắng đây? Chịu chết, tôi biết được vàng đằng hay chịu chết thôi. Không biết đoạn này. Anh chặt phát xem nào. Đoạn này không biết sử dụng. Nhìn giống lá ngón thế nhỉ? Hứng à? Hứng như kiểu hứng con gì ấy. Hứng như kiểu hứng con tôm rừng, nó có hứng con gì đẹp. Hứng như hứng tôm rừng. Mình đi lá cây, mình lấy cái lá cây. Đây mà có túi lưới to to mang ra làm như cái cách của anh Điệp này. Cái này hôm qua không mưa đẹp. Có phải không? Có. Tiếp tục anh Điệp trèo lên khảo sát xem như thế nào. Cầm cái túi lên định hứng ở trên. Nhưng mà có khả năng là khó.
Bắt đầu phun. Ý gì? Ra nhiều thế. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Nó hở cả ở đây nó ra rồi. Ý bắt kiểu gì được. Chạy ra hết rồi Thiểm ơi. Chạy ra hết rồi. Cái lỗ này này. Ui. Cống ơi. Đang bắt đi. Đấy phải bịt cái lỗ này vào. Điệp bịt cái lỗ này vào đi lỗ khác đi. Đây này. Ui giải nó vào. Kìa. Cống ơi. Bảo vệ này. Về bịt cái lỗ kia. Được bỏ đừng nhặt ở đây nữa. Đây có. Đây bịt cái lỗ kia về đi. Đây đây đây. Lỗ nào? Đây này lỗ gốc cây này này. Bịt cái lỗ đây. Đây đây. Đừng sờ đến bao nhá. Nó ở dưới bao. Từ bao đấy đầy rồi. Cứ ở trên đấy mà xử lý đi. Dưới này đã có người lo cho. Bắt hết. Câu sẽ bùa hà rồi, sẽ mùi đâu. Bắt hết rồi. Được khá nhiều ấy. Úi dồi ôi, quản to thế, vật vào mồm. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi, Tiệp ơi, sẽ bay ra bên kia rồi. Quay kia kia. Úi. Rồi. Đầy rồi. Con này nó giúp mạnh nhá. Lên lên, đổ cho nó xuống dưới bao. Thôi là vắt lửa đi nhá, dụng hết rồi nhỉ. Ui, kiến ăn cả rồi không. Ui, ở đây. Này. Quay xoay để hất lên rồi đuổi nó vào bao. Ui, vẫn còn con kia. Lục quá đâu. Ui, điện thoại. Đây này. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ôi giời, đây rồi. Ôi đâu rồi? Nhiều lắm. Móc làm sao được. Ýa này. Ôi không bắt à. Thế thì chịu được rồi. Ồ thế con này to. Ôi giời. Đấy con ở dưới. Ôi giời. Một con ở chỗ chân nữa mà. Đâu? Chắc dẫm rồi. Đây rồi. Đây rồi, ý giời này. Ui, nhiều thế. Ý, nó lại thở rồi. Thiệp ơi, bắt đi. Đây, nó ở bên này này. Ui, dồi ôi. Đây nó đây. Đây, vẫn còn hai con nữa. Ui, chịu rồi. Ý, ở chỗ này nhiều lắm. Kệ, nó đang say khói đấy. Ui, dồi ôi, ngất khói rồi. Chí làm đấy, chịu là toàn bằng lên bao quảng đấy lần mà chất lau. Ui, Thiệp ơi, lên trên kia đón đi, nhanh. Có một con kìa. Đây. Nó là cái thân cây mà. Anh Điều ơi, vô đi, từ bên đấy bắt với tay sang bắt. Ơi, đây rồi. Đây. Nó lên cao giờ nó rồi, Thiệp ơi. Bắt cái con ở thân cây đi, nó đang lên kìa. Đó, dưới. Ây dồi, ôi, bạch mất rồi. Đâu rồi? Đây rồi, mày đây rồi. Có mày thay lắm ạ. Ôi, không được. Bắt đi. Đây rồi, có phải con này không? Không, con này này, này nó đậu rồi. Đây, lá cây này. Bật lửa lên đây nè. Bật lửa dưới kia kìa. Ô, có một con chết đấy. Tiện ăn cả rồi. Tiện ăn nhanh. Đưa cái bật lửa lên đây. Đưa ra. Đây. Ui, đợi một lúc được nhiều thế nhỉ. Còn không? Đây, chọc nó hết thôi. Ui, ui, còn nhiều thế. Đang bảo ui, quá nó, nhiều luôn. Đốt cái này để nó nhảy xuống bao. Mày mượn cái điện thoại. Đâu mà. Tối lắm. Hay bật lửa. Ừ. Kiến đốt lại. Rồi các bạn, nó nhiều lắm. Bỏ ra đi. Iu. Bỏ ra đi. Iu. Còn nhiều thế. Bạn thấy chỗ này là được hơn cân. Tiếp tục hun nhá. Hun cho kiến. Chết kiến. Hứng cái bao dưới tí nó được đầy này. Úp nó xuống nó cháy này. Bàn tay nhé. Ở trên chắc còn nữa nhỉ? Trên cây á? Ừ. Trên kia chắc chạy hết rồi. Xuống rơi. Ôi, có một con kìa, một con nó ở đây. Đó. Toàn cam thế à? Kiến mấy người tranh nhau bắt. Tranh nhau bắt, trường kiến cũng xương. Có vẻ khó nhỉ.
Trời mưa xong nó ẩm quá. Ồ, để cứ để đấy tí dám nát hết. Trời trong cái bố đưa bố đốm lên à. Được nhiều chưa? Đây, được bọn này này. Ui, ui, ui được nhiều thế. Căn bản chúng mình người ta bắt con này ít. Nó vẫn còn. Con gà rừng nó cọc tác khán cả cổ, không có ai lên thăm xem có bắt được không. Ô, tự nhiên này bò đây hết rồi. Ô, Công ơi, Công ơi. Ui giời, tự nhiên này bò đây hết rồi. Nó lại lên ngược lại à? Có một con bay lên trên kia, nhảy lên trên kia. Ui, thằng Việt nó bẫy mãi được con này này. Ui, được nhiều thế, sướng thế. Rồi. Ui, lần đầu tiên đi bắt tôm bay. Quá nhiều luôn. Ui, này không biết tí chế biến kiểu gì đây. Thành quả của anh em hôm nay này, ui giời. Nhiều, công nhận là nhiều. À, cái túi nó rách tí nữa là nó chạy ra đấy. Đây này, ui giời. Ăn kiểu gì hết. Thôi đây, đủ ăn rồi, đi về thôi. Thôi, anh em bắt được cũng khá nhiều rồi thôi. Như thế là đủ ăn rồi. Bây giờ về chế biến thôi. Hôm nay là không ở rừng chế biến đâu, đi về nhà thôi. Tại vì thời tiết nó không được đẹp. Trời sắp mưa, tranh thủ là đi về cho nó sớm. Thôi đi, tiếp tục lên đường đi về đi. Di chuyển đây.